Tinh Đầu Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư tập 162 hòa thượng thích tịnh không chủ giảng giảng tài hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông thời gian ngày 11 tháng 1 năm 2015 dịch giả cự lan đạo chánh thích thiện trang kính chào, chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngục mời mọi người cùng với tôi đồng quy y tam bảo, A xà lê Tùng niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nại chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nảy chí mạng tùng quy y phật đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nảy chí mạng tùng quy y phật đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già dạ, chư chúng trung tùng mời xem đại kinh khoa chú trang 424 trăm đếm ngược đến hàng thứ sáu quốc độ thô diệu Thô và diệu Hãy xem lời chú ở trước Thô nghĩa là không tin Diệu nghĩa là thắng diệu Rất thù thắng di diệu Sư Nghĩa Tịch nói Trong tình độ Có sự khác nhau giữa thô và diệu Hai loại này khác nhau Cách phân chia là chia lớn không phải chia nhỏ. Hiện tượng đó thô, tức biến hóa. Hoàn cảnh trong quốc độ ấy có thay đổi. Như thế giới của chúng ta, hoàn cảnh cư trú có xuân hạ thu đông. thay đổi rất rõ ràng. Đó là thuộc về thu. Diệu tức thọ dụng. Ý nghĩa là nói, trong tình độ, có sự khác nhau giữa thô và diệu. Thô là có suy, có biến. Diệu là thật báo độ của tự thọ dụng hoặc tha thọ dụng. Thật báo trang nghiêm độ là diệu. Thật báo độ là pháp tánh độ. Mười pháp giới là pháp tướng độ, chính là tướng phần của A La gia A La gia là biến có sanh có diệt, cho nên phàm là những điều biến hiện từ a la gia đều là có sanh có diệt hiện tượng sanh diệt này người bình thường như chúng ta không nhận biết được chúng ta cần phải từ điều thô trong thô mới có thể nhận biết được người có sanh và bệnh chết qua cỏ cây cối có sanh trụ gì diệt chúng ta thấy những thực vật trồng trọt lúa mà quý vị thấy mùa xuân gieo mầm giống xuống mùa hè thì lớn dần lên Mùa thu thì thu hoạch Thay đổi rất rõ ràng Thực tế thì trong Kinh Phật Đặc biệt là Kinh Đại Thừa Sự sanh diệt như chúng ta nói Rất di tế Một giây đồng hồ Có hai triệu 240.000 tỷ Hôm qua chúng tôi tính lại Tính cho nghiêm túc Một khẩy ngón tay Có 32 ức Trăm ngàn điểm Một giây có thể khẩy 7 lần 320.000 tỷ Nhân 7 Là 2 triệu 240.000 tỷ trong một giây Tần số cao đến vậy Chúng ta làm sao có thể nhận biết được Pháp sanh diệt này Đó mới là quyền bí của vũ trụ Chân tướng của vũ trụ Dạng sự dạng vật ở trong vũ trụ Bất luận là hiện tượng vật chất Hay hiện tượng tinh thần Hay hiện tượng tự nhiên Đều không tách rời tần số này Vì vậy Phật ở trong Kinh Đại Thừa Nói với chúng ta Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Quyển sách này Nhiều năm nay Tôi cũng chưa xem qua Tôi chỉ xem mấy tấm hình ở phía trước thôi tối hôm qua có dở ra một chút tôi cảm thấy cuộc đời như một giấc diêm bao tôi rất cảm tạ pháp sư hoành lâm mất thời gian mười mấy năm thật sự từng chút từng chút trong cuộc đời tôi Thầy ấy đều nhìn thấy Đều có hết trong quyển sách này Một vài nhân sự được nói đến trong đó Có lẽ hơn 2 phần 3 Đều không còn sống Không dở thử sách này ra Dường như tôi đều quên hết rồi Quý vị muốn tôi nói Thì tôi cũng nói không ra được ấy ghi chép ngày tháng năm rất rõ ràng ở chỗ nào cũng rất minh xác đây là một quyển truyền ký lúc đó có bao nhiêu vị đồng tham đào hữu tốt ở cùng nhau Bây giờ người cũng không ai còn nữa Ở Hồng Kông Dường như tôi đều quen biết người xuất gia trước kia ở Hồng Kông Bây giờ người còn lại Pháp Sư Giác Quang đi rồi Ngài Vĩnh Tinh còn sống Ngài Sướng Hoài còn sống ở núi đại dư hình như vẫn còn hai ba người ở hồng kông hồi trước có mấy chục người mà tôi quen biết rất là sôi nổi bây giờ không còn hoàn cảnh cư trú hoàn cảnh nhân sự hoàn cảnh vật chất đều đang biến đổi có suy, có biến. Diệu thế nào? Diệu là chỉ từ thọ dụng hoặc là tha thọ dụng. Thật báo trang nghiêm độ. Không ở trên địa cầu. Thật báo trang nghiêm độ của Thích Ca Mâu Ni Phật là thế giới hoa tạng đã được nói trong kinh hoa nghiêm đó độc nhất là sự diệu trong diệu diệu không thể nói được là thế giới cực lạc diệu của thế giới cực lạc ở chỗ nào diệu ở đồng cư độ phương tiện độ cũng là di diệu không có biến đổi là pháp tánh độ sự diệu tương ưng với tự tánh cho nên thật này là chân thật chúng ta ở đây sát na sanh diệt nên không chân thật là giả hiểu sai tưởng đâu nó tồn tại trên thực tế nó hoàn toàn không tồn tại đích thực là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh trong kinh kim cang ấy nói về thế giới của chúng ta không sai một chút nào tôi dở quyển sách này ra một lần mộng quyển bào ảnh thật có thể làm chúng ta giác ngộ. Giác ngộ thì buông xuống. Không làm điều giả nữa. Làm điều thật. Thật là gì? Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói với chúng ta Niệm Phật cho tốt Thành Phật là sự thật Niệm Phật thật tốt Cầu sanh tịnh độ Sanh đến thế giới Tây Phước Cực Lạc Thì làm Phật Đó là sự thật Những điều khác toàn là giả thôi Không có một thứ nào là thật Tất cả chư Phật như Lai Đều có thật báo độ Thật báo độ là bình đẳng Chúng ta phải nghĩ giảng sanh rất khó Tại sao? Bởi phải đoạn phiền não cho sạch sẽ Kiến từ trần xa vô minh Hết thảy đoạn sạch sẽ Mới có thể giảng sanh Không dễ dàng Chúng tôi nêu ví dụ mỗi thân kiến Quý vị có thể đoạn được không? Xem thân thể, nhục thân này là chính mình Chúng sanh trong lục đạo Ai ai cũng vậy Có ai không xem thân là chính mình Phật nói với chúng ta thân là giả Không phải là thật không phải là chính quý diệt Chính quý gì là điều gì? Linh tánh bớt sanh bớt diệt là chính quý diệt Người nước ta thông thường gọi là linh hồn Linh hồn là thứ gì? Là linh tánh bị mê hoặc điên đạo Nó không linh mê rồi không linh nó đã mê hồn là mê không linh nữa nếu giác ngộ rồi thì đó là linh tánh nói cách khác linh hồn là linh tánh ở trong trạng thái đặng mê danh từ này thông dụng Vì họ mê Nên họ mới ở trong lục đạo luân hồi Nếu họ giác ngộ rồi Thì họ không ở trong lục đạo luân hồi Luân hồi hoàn toàn chính mình không làm chủ được Ai làm chủ? Tập khí đang làm chủ Tập khí chính là điều tốt, điều xấu của quý vị Quý vị thích họ, quý vị ghét họ những thứ đó làm chủ, ưa ừ, thích. quý vị đầu thai rồi, dĩ như nói đi đến cõi người, thì thành con hiếu cháu thảo. quý vị quan hơn họ, ghét thì họ cũng đến, đến làm gì? đến để trả thù. lớn lên nhất định họ sẽ làm nhà tan người mất. Đó gọi là báo ân báo quán Đòi nợ trả nợ Tập khí hiện tiền là duyên Có những ân quán món nợ này Đó là nhân Nhân duyên hãy tụ hội Thì quả báo hiện tiền Quả báo chính là đến đầu thai Phật Bồ Tát nhìn thấy rất rõ ràng phạm phu chúng ta hoàn toàn không biết vì vậy chúng ta mới thực sự thể hội rằng được thân người nghe phật pháp gặp được pháp môn tịnh độ đó thật sự là phước đức lớn quý vị có thể tiếp nhận đó là trí huệ lớn đó bèn khởi tác dụng tác dụng này rất có thể quý vị trong một đời này đi đến thế giới cực lạc để làm phật bốn độ trong thế giới cực lạc đều là thật báo độ cũng chính là diệu tất cả diệu cực độ phàm thánh đồng cư độ cũng là bất sanh bất diệt phương tiện hữu dư độ bất sanh bất diệt thật báo độ càng không phải nói thêm thường tịch quan độ đó là phật độ rút ráo phật độ viên mãn Giảng sanh đến thế giới cực lạc Sanh một thì sanh tất cả Bất luận sanh ở một độ nào Cũng đạt được bốn độ cùng lúc Sự việc này Năm xưa Đức Thế Tôn khi ở đời chỉ có trình độ tam kinh dạng đến Trong tất cả các kinh khác không nhắc đến Lại huống chi Bộ kinh này Kinh Vô Lượng Thọ Là Đức Thế Tôn tuyên thuyết nhiều lần trong đời không chỉ thuyết một lần bất luận kinh đại tiểu thừa nào cả đời đức phật chỉ thuyết một lần không thuyết lặp lại lần thứ hai chỉ có bộ kinh này đã thuyết khá nhiều lần ý nghĩa đó là gì khiến tất cả chúng sanh có cơ hội gặp được. Một lần quý vị bỏ lỡ, hai lần bỏ lỡ rồi, ba lần thì gặp được. Thời gian Đức Phật giảng khác nhau, nơi chốn được giảng khác nhau tất cả đều là để cho mỗi một người đều biết biết rằng có thế giới tây phương cực lạc biết rằng có ami đà phật biết rằng có phương pháp thành phật nhanh chóng như vậy nhưng đích thực là dễ hành có tin rất dễ dàng tu nhưng không dễ dàng tin tưởng Chúng ta lại xem tiếp đoạn dưới đây Thiện ác của trời người là nhân Thô diệu của quốc độ là quả Thiện ác là nhân thô diệu là quả Ý nghĩa đó là gì? Đó là nói ra rất rõ ràng, rất sáng tỏ Cảnh tùy tâm chuyển Tâm Nhưng là có thể hiện, có thể sanh Quả là điều được hiện, được sanh nhưng thế nào thì cảm quả thế nấy phần sau nói càng sáng tỏ hơn người thiện thì gọi nước tốt đẹp người ác thì gọi nước xấu hoàn cảnh bên ngoài là giả chuyển biến theo tâm người người dùng chân tâm trong chân tâm không có vọng tưởng không có tạp niệm thì biến hiện ra cõi tốt đẹp là thật báo độ nếu tâm có vọng tưởng có tạp niệm có phân biệt có chấp trước thì cõi được hiện ra sẽ là lục đạo luân hồi trong mười pháp giới mười pháp giới lục đạo là sáu đường bên dưới còn có bốn đường ở bên trên bên trên là tịnh độ bên dưới là quế độ lục đạo luân hồi là quế độ trong tịnh độ không có hiện tượng luân hồi các vị có đi lên cũng có vị đòa lạc xuống có hiện tượng này đoạt lạc có hạng mức đáy. Hạng mức đáy này tiểu thừa chính là tu đà hoàng, đại thừa chính là Bồ Tát của sơ tính dị. Dù các ngài thối ra sao, thối đến cuối cùng sẽ không đoạt lạc trở thành phạm phu cho nên các ngài được gọi là vị bất thoái các ngài có hạng mức đáy không đọa lạc vào phàm phu cũng tức là nói các ngài chắc chắn không đọa ba đường ác hạng mức đáy của ngài đến cõi người trong mười pháp giới sẽ không trở thành atula súc sanh, Ngà quỷ, địa ngục không bao giờ, chắc chắn không có. Công phu tu hành đó. Từ đây đời đời kiếp kiếp, không ngừng nâng cao đi lên, qua vô lượng kiếp. Mới có thể tu đến thật báo độ buông xuống, tám thức, năm mươi một tâm sở, buông xuống rồi, thì đến thật báo độ. Nếu không buông xuống những thứ này, thì đó là vọng niệm. Không buông xuống vọng niệm, thì cao nhất là đến pháp giới Phật trong mười pháp giới. không thể đi lên được nữa, lên nữa thì phải buông xuống vô minh phiền não, vô minh làm mê. Làm sao buông xuống mê? giác rồi thì buông xuống, giác là trí huệ. Phật pháp đến cuối cùng là trí huệ giải quyết vấn đề. Có định công cũng không được. Định công chỉ có thể giúp chúng ta siêu diệt lục đạo luân hồi. Trí huệ mới có thể giúp cho chúng ta thoát ly mười pháp giới. Giảng sanh đến thật báo độ. Phải dựa vào trí huệ. Những người giảng sanh thế giới cực lạc, đồng cứu độ, phương tiện độ, chưa có trí huệ làm sao họ có thể thoát ly mười pháp giới họ có thể dạng sanh a đà phật đến tiếp dẫn họ đi dẫn họ đi họ tiến đi rồi không có a đà phật đến tiếp dẫn mà tự mình đi, đó là người nào? Minh tâm kiến tánh, đại triệu đại ngộ thì được. Tại sao? Bởi thế giới cực lạc ở bình đó, các ngài thấy được, các ngài biết được. Không có phá được vô minh thì quý vị nhìn không thấy, quý vị không biết. Nhất định cần Phật dẫn quý vị đi. phải hiểu đạo lý này thật sự làm rõ ràng làm sáng tỏ rồi thì ở trong tất cả các pháp môn chúng ta biết chọn lựa thế nào làm rõ ràng làm sáng tỏ hết chắc chắn quý vị sẽ chọn một câu ami đà phật niệm đến cùng là thành công giống như hòa thượng hải hiền công đức không gì sánh bằng vô lượng công đức viên mãn không gì sánh bằng phần sau nêu sách hội sớ làm sáng tỏ ra định luật nhân quả quốc độ tức là sự ảnh hưởng của chúng sanh mà thôi quốc độ không phải là thật quốc độ là sinh ra từ trong ý niệm của chúng sanh. Hình tu, tu là dài. Trong hoạt đơn có chú giải tu là dài. Thì bóng dài. Hình ngắn thì bóng ngắn. Xúc cũng có nghĩa là ngắn. đại khái là sự thô diệu của cõi nước giống như bóng sự dài ngắn của thân là hình nương theo hình mà xác định bóng bóng chắc chắn theo hình câu này nói hay ý nghĩa rất sâu cõi nước là hoàn cảnh cư trú của chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt hoàn cảnh học tập một chữ này đại diện hoàn cảnh tốt hay không đó là bóng bóng đến từ đâu bóng đến từ thân nói cách khác thân Thân này đại biểu cho ý niệm Ý niệm thiện Thì hoàn cảnh tốt Ý niệm bất thiện Thì hoàn cảnh không tốt Chúng ta nhìn thấy Ngày nay có rất nhiều người Ý niệm bất thiện Nhưng làm quan cao, phát tài lớn còn người ý niệm rất thiện Thì nghèo khó, chán nạn Đó không phải là trái ngược với nhân quả hay sao? Không phải Quý vị hãy chăm chỉ đọc Thái Thượng Cảm ứng Thiên Thì quý vị sẽ rõ ràng Nhân quả là nói về ba đời đại thiện hay đại ác đặc biệt thì sẽ có báo ngay tức thì liền có quả báo nếu không phải là thiện ác đặc biệt thì sự báo ứng sẽ giống như bình thường sự thọ dùng trong một đời của chúng ta quả báo nhưng là gì là thiện ác đã tạo trong đời trước thiện ác tạo trong đời này thì đời sau có quả báo cảm đến đời sau nếu đặc biệt mạnh mẽ thì sẽ trở thành quả báo hiện đời quý vị có đại thiện đặc biệt cứu nước của dân là đại thiện thiện này không đợi đến đời sau mà hiện tại đã có báo rồi người nước ta nói nằm phước đại phú đại quý thân tâm khỏe mạnh sống lâu con cháu đông dậy là quả báo hiện đời Bình thường nếu không có đại thiện như thế Chỉ là vì cá nhân Là thiện nhỏ Đó đều là quả báo ở đời sau Bất luận là thiện là ác Đều báo trong đời sau Chỉ có đại thiện, đại ác Thì cảm được báo ứng hiện tiền Liễu Phạm Tứ Quấn đã dặn cho chúng ta rất rõ ràng. Tiên sinh Liễu Phạm, sau khi hiểu rõ đạo lý này, biết rằng dân mạng của mình rất bình thường. Là một người đọc sách Công danh đổ đạt không phải ở mức cao Là mức thấp thôi Mức cao đó là tiến sĩ Bậc trung là cử nhân Bậc thấp là tú tài Cái đời ông chỉ có mạng độ tú tài Làm quan, Làm phụ tá quan chánh thì lên đến quyền trưởng vẫn là một quyền nhỏ không phải là quyền lớn một quyền nhỏ ở tứ xuyên chức quyền trưởng thời gian không bao lâu mấy năm sẽ hết tuổi thọ 53 tuổi tính không sai hết tuổi thọ chết tại nhà Dân mạng là như thế Ông biết rõ ràng Tiên sinh họ khổng bói cho ông rất linh Mỗi một lần tham gia khảo thí Khi đổ ở danh mục thứ mấy Thì đã bói cho ông hết rồi Khi để bản quả nhiên không sai 20 năm đều không sai chút nào cho nên ông buông xuống dạng duyên Vì sao? Bởi nghĩ nữa đó là vọng tưởng Vô dụng Nghĩ không được Bỏ đi không nghĩ nữa Ông có thể ngồi ở nơi đó Ba ngày ba đêm Không có một vọng niệm Công phu này không dễ dàng Ngồi ba ngày Với thiền sư dân cốc trong thiền đường Ngài Dân Cốc rất bội phục ông hỏi ông Công phu của Ngài học được từ đâu vậy? Ông nói thật rằng Tôi không có công phu Mà của tôi đã được tiên sinh họ khổng bói cho rồi 20 năm nay không trật mảy may nào Tôi nghĩ cũng vô ích Thôi xong không nghĩ nữa Nói ra, thiền sư dân cốc mới bật cười ha hạ. Ông hỏi, Lão Hòa Thượng ngày cười chi đó Lão Hòa Thượng nói Tôi vốn dĩ tưởng rằng ông là thánh nhân Ai về ông vẫn chỉ là một phạm phu Ông bèn hỏi Tại sao tôi vẫn là phạm phu Lão Hòa Thượng Đem những chuyện về nhân quả báo ứng Nói thấu rõ lý lẽ cho ông Nói sáng tỏ tướng do tâm sanh ông tin vận mạng không có thiện niệm cũng không có ác niệm cho nên bối mạng của ông rất chuẩn xác nếu ông có niệm thiện ác thì sẽ thay đổi khi có thiện niệm thì sẽ tăng lên trở nên tốt có ác niệm thì sẽ trở nên xấu 20 năm ông không thay đổi, cho nên gọi là phạm phu tiêu chuẩn. Ngài nói dân mạng có thể thay đổi sao? Đương nhiên thay đổi được. Tại sao có thể thay đổi? Bởi mạng là do tâm tạo. Cho nên suy nghĩ của ông sinh động. Hỏi Ngài tạo thế nào? Lão Hòa Thường dạy ông đoạn ác tu thiện vận mạng quý vị sẽ chuyển ông rất nghe lời trở về làm thật phát nguyện tu ba ngàn việc thiện làm việc thiện thì ghi lại mười năm mười năm làm xong hết ba ngàn việc thiện ý niệm của người hãy chuyển sau năm sau tham gia kỳ thi tiên sinh họ khổng bói ông đỗ hạng ba ông thi đỗ hạng nhất lần đầu tiên không khớp với lời bói của tiên sinh khổng nữa ông bèn tin tưởng nỗ lực tu thiện đoạn ác tu thiện vợ ông cũng đoạn ác tu thiện theo không có mạng cử nhân tham gia thi cử lại đổ đạt không có mạng đổ tiến sĩ vậy mà thi tiến sĩ cũng đổ luôn trong mạng không có con ông cầu phật hành thiền tích đức cầu phật đã sanh một người con trai tốt một đứa con đó thì giúp cho ông hình như sanh ra sáu đứa cháu gia đình trở nên hưng vượng mãi đến ngày nay vẫn không suy người thế hệ sau của tiên sinh liễu phạm hiện bây giờ vẫn còn và có liên hệ với tôi hiếm thấy Cho nên nhà nào tích thiện chắc chắn sẽ có thừa niềm vui Nhà nào chứa bất thiện, ắt có thừa xui xẻo, có tai nạn Quá giải tai nạn bắt đầu từ đâu? Không phải từ bên ngoài Bên ngoài không có ích gì, từ tâm Đoàn ác tu thiện Thiện tâm này đã chuyển đổi thì dân mạng sẽ chuyển đổi, tai nạn bèn tan biến. Trong tình anh sớ nói, thiện ác của trời người là động nói nhân của tất cả cõi nước. Tất cả cõi nước của chư Phật trong mười phương ba đời chúng sanh trong đó. Tâm niệm của mỗi chúng sanh khác nhau. Chính vì như vậy, cho nên Thánh hiền quân tử mới rất quan trọng. Có thánh hiền quân tử thì mới có thầy giỏi họ mới dạy dỗ chúng ta cuối cùng chúng ta làm rõ ràng làm sáng tỏ sự việc này không có thánh hiền quân tử thì không biết cho nên thánh hiền quân tử trú ở thế gian để làm gì dạy người dạy người một cách chủ động là bồ tát bồ tát ở thế gian các ngài biết người ấy có duyên phận hay không nếu có duyên họ quan hỷ tiếp nhận thì dạy cho họ nghiêm túc không có duyên họ không thể tiếp nhận cũng phải dạy họ vì sao để họ một lần nghe qua tai mãi thành hạt giống đạo gieo chủng tử thiện vào trong a lại gia cho họ đời này không khởi tác dụng đời sau kiếp sau gặp được thiện duyên thì có tác dụng. Cho nên Phật Bồ Tát đối đại với tất cả chúng sanh bình đẳng, chung sống hòa thuận, không có phân biệt, không có chấp trước, không phải như phàm phu. Phàm phu có thân sơ, có ưa ghét. Tôi thích quý vị thì dạy quý vị Tôi ghét quý vị Quý vị muốn tôi dạy Nhưng tôi không dạy quý vị Đó là người phạm Người phạm với thánh nhân dùng tâm khác nhau Người phàm chắc chắn ra không khỏi lục đạo luân hồi. Thánh nhân không ngừng nâng cao chính mình. Quán thân bình đẳng, đều có lòng trừ bi như vậy, quan hỷ như vậy. Nâng cao chính mình, giúp đỡ người khác, biết nghe lời, thì đời này thành tựu. Không chịu nghe lời, thì đời sau kiếp sau. Giúp chúng sanh trồng nhân tốt. Hy vọng tương lai nở qua kết quả, Sự thô diệu của quốc độ là rộng tuyên thuyết quả của tất cả cõi nước. Chỉ cần là Phật Bồ Tát ứng quả. Nếu chúng sanh có phước, thì bằng lòng dạy. Buổi sáng hôm nay, các vị đồng học nhìn thấy sáu người ấy đều là đại diện tôn giáo của Singapore. Năm 1999, tôi ở Singapore khi đó đoàn kết chính tôn giáo lại với nhau tôi ở cư sĩ lâm làm hoạt động ở cư sĩ lâm tám tôn giáo khác đều đến tham gia rất sôi nổi là pháp sư minh sơn đi thăm ngài nhìn thấy ngài nói thực sự là đạo tràng số một trên thế gian không những nhìn thấy phật môn hài hòa mà còn thấy được tất cả các tôn giáo chung sống hòa thuận như thế tôn trọng lẫn nhau Chỉ khi tôn giáo có thể đoàn kết Tôn giáo có thể quay về giáo dục Tôn giáo có thể học tập lẫn nhau Thì với xã hội, với quốc gia Mới có lợi ích lớn Tôi sống ở Singapore được 3 năm thì rời khỏi năm đầu tiên nghĩ đến đoàn kết tôn giáo năm thứ hai quả thật làm thành công cũng chính vì có kinh nghiệm này mà bộ trưởng bộ di dân australia mới biết hy vọng tôi đi sang australia chúng tôi xem xét nhân duyên, duyên của Australia chín mùi rồi. Bộ trưởng mời tôi đi. Hy vọng tôi đến Australia. Đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc. Dân tộc chính là thủ dân. cách làm của australia quả thật rất có kỹ xảo ông giao lại việc này cho các trường học làm đại học griffith đảm nhận công việc này đại học queensland có học viện hòa bình chuyên môn tìm kiếm cách thức để khôi phục sự ổn định hài hòa của thế giới đây là chủ đề học tập của học viện hòa bình tôi đến australia thì qua lại rất kháng khích với hai trường học này với hiệu trưởng các giảng viên cùng nhau giao lưu suốt thời gian dài. Tôi đem những điều chúng tôi được biết. Lão Tổ Tông nước ta có để lại những khái niệm, phương pháp, kinh nghiệm này giảng cho họ nghe. Họ nghe rồi vô cùng quan hỷ. Cũng có chân tâm. yêu cầu tôi đại diện cho trường học đại diện australia tham gia hội nghị hòa bình của liên hiệp quốc chúng tôi đi đến liên hiệp quốc là như thế phát sinh liên hệ với liên hiệp quốc có ảnh hưởng luôn đến bây giờ liên hệ thủy chung vẫn giữ gìn mười năm rồi lần đầu tiên tôi nhận lời thỉnh mời của tổ chức unesco Đi hiệp quốc là năm 2006 nghìn Năm nay là 2015. Năm 2006 là tròn 60 năm tổ chức UNESCO liên hiệp quốc được thành lập. Năm nay tròn 70 năm. Tôi sẽ đi tham gia hoạt động trong năm nay. Trong 10 năm này thì đang làm. Nhưng tiến bộ chậm chậm. Mà có tiến bộ. Chúng tôi tin rằng 10 năm kế tiếp sẽ có hiệu quả tốt xuất hiện. thế giới có thể khôi phục sự hài hòa ổn định hay không chúng tôi tin rằng có thể có nhiều bạn bè ở các quốc gia cũng đều tin tưởng niềm tin này không phải là tôi có trí huệ có đức hạnh có năng lực không phải đâu cho nên nhân thiện, cảm quả thiện Tính tâm của chúng tôi sinh ra từ đó Đoạn cuối này là Tư duy cứu cánh Bồ Tát Pháp Tạng Đối với các nước Phật Về nhân của thiện ác Quả của thô diệu Là thế hai dạng này Hai câu này là quan trọng nhất có tám chữ suy lượng phân biệt từng chút một sâu vô cùng cực kỳ nhỏ đạt đến rốt ráo đạt là thông đạt rốt ráo là gì sáng tỏ triệt để giác ngộ triệt để Sau khi giác ngộ dùng phương pháp gì? Dạy học làm đầu Rốt ráo Nói theo ngôn từ nước ta Là minh tâm kiến cảnh Đại triệt đại ngộ Dùng cách thức gì? Dạy học làm đầu Do vậy, tại sao thế giới cực lạc tốt đến thế? Trong Kinh Mi Đà nói cho chúng ta rất rõ ràng A Di Đà Phật tại thế giới Tây Phương Cực Lạc Kim hiện tại thuyết pháp nói cách khác dạy học không có gián đoạn người lãnh đạo quốc gia tốt thì nên làm gì họ không nên làm gì khác chỉ cần thật sự ngày ngày chịu dạy người dạy người cho tốt hết lấy thân làm khuôn phép những điều chính họ đã nói thì bản thân làm được toàn bộ họ là mẫu mực của toàn dân người người đều học tập theo họ giống như các bậc quân vương thánh hiền của trung hoa thời xưa chúng ta nhìn thấy gil thuấn vũ thang ở trong lịch sử văn vũ chu công vì sao nền chính trị của các vị ấy tốt đẹp như thế không có gì khác bởi dạy học làm đầu. Tự mình làm tốt trước, sau đó giáo hóa nhân dân. Nhân dân đều học tốt lành. Người người là người tốt. Người tốt làm toàn những việc tốt. Thiên hạ thái bình. Người dân hạnh phúc. dạy điều gì dạy ngủ luôn cha con có tình thân là cốt lõi của gia đình bây giờ nói giá trị quan giá trị quan của gia đình là gì cha con có tình thân vợ chồng có phân biệt lớn nhỏ có thứ tự đó là giá trị quan của gia đình giá trị quan của xã hội là gì vua tôi có nghĩa bạn bè có tính có gì không giải quyết được đó là đạo năm điều này không phải do một người nào phát minh do một người nào sáng tạo cả Không phải Đó là quy luật của đại tự nhiên Lão Tổ Tông nhìn thấy Bèn dùng điều đó để dạy Bèn dùng những thứ này để học Người người đều thành thánh thành hiện Đó là nền giáo dục thánh hiện tuân theo quy luật của đại tự nhiên đó là đức có ngũ luân thì cũng có ngũ thường ngũ thường là đức ngũ luân là đạo ngũ thường thứ nhất là nhân người nhân thì yêu thương người nghĩ đến mình thì nhất định nghĩ đến người khác tình yêu là cốt loại của vũ trụ tôn giáo có thể đoàn kết nhờ điều gì nhờ vào chữ yêu này không có tôn giáo nào không nói về yêu thượng đế yêu thương người đời thần yêu thương người đời hôm nay có vài người tốt đến là các bạn bên Hồi giáo Kinh Cô giảng điều gì? Đoạn đầu tiên trong mỗi chương tiết là Allah la quả thật là đấng nhân từ phật pháp nói phật bồ tát đại từ đại bi từ bi chính là yêu thương tại sao phật pháp dùng từ bi không dùng danh từ yêu thương vì yêu thương có tình ở trong đó yêu thương là tốt nhưng tình thì rắc rối cho nên phật dùng từ bi từ bi là tình yêu có trí huệ không phải do tình cảm tình yêu có trí huệ là chân ái là có trăm điều thiện không một điều xấu sẽ không có khuyết điểm nếu trong đó có tình Thì tình có biến đổi Yêu sẽ trở thành hận Trở thành quán hận Trí huệ không có vĩnh viễn sẽ không thay đổi Đó mới là chân ái Tình ái thì sẽ có rất nhiều vấn đề Trong đó có tác dụng phụ phải đoạn tình đi yêu thương là đức hàng đầu trong từ tánh tánh đức vô lượng vô biên vô lượng vô biên mỹ đức điều tốt nhất chính là sự yêu thương phải phát huy nâng cao bởi vì yêu thương chúng sanh cho nên dạy chúng sanh bởi vì yêu thương chúng sanh cho nên tự mình có thể vì chúng sanh phục vụ người nước ta nói đạo đức điều đầu tiên trong đức là ái gọi là nhân ái quý vị thấy suy mình ra người nghĩ đến mình thì nhất định nghĩ đến người khác điều thứ hai là nghĩa về nghĩa quý vị khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác phù hợp logic chính là tương ưng với tánh đức đó là nghĩa trái ngược lại với tánh đức thì đó không phải là nghĩa tiếp theo là lễ là trí là tính đó là ngũ thường trong xã hội hiện nay không có năm chữ này hoàn toàn biến mất vậy trở thành điều gì bất nhân bất nghĩa vô lệ vô trí vô tính không nói tính dục xã hội thời nay vừa trái ngược lại cả. Người nào có thể uống nắng lại được? Người lãnh đạo quốc gia. Họ chỉ cần kêu gọi một tiếng, hãy đề sướng, thì có thể chuyển biến được. Người lãnh đạo ấy là minh quân được nói đến trong lịch sử nước ta là thánh nhân. Không phải là người phạm. Thánh chính là thấy rõ tất cả chân tướng của sự thật. Thấy rõ thấu suốt thật tướng các pháp được gọi là thánh nhân ở trong phật giáo được gọi là phật đà ý nghĩa của phật đà rất gần gũi với thánh nhân đạt đến rút ráo đạt đến rút ráo chính là chân thật chi tế ở trong kinh chân thật chi tế chính là bổn tánh bổn tánh là chân thật bổn tánh là sự viên mãn bổn tánh là điều rốt ráo trong kinh trong kinh vô lượng thọ giảng ba điều chân thật điều thứ nhất là chân thật chi tế chân thật chi tế là giảng từ thể Điều thứ hai là giảng trí huệ chân thật. Điều thứ ba là giảng lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là giảng từ mặt sự. Có lý, có sự. Trong đó, điều này rất quan trọng trí huệ Trí huệ chân thật Trí huệ chân thật là lưu xuất từ trong chân thật chi tế Khi chưa chứng đắc chân thật chi tế thì chưa có trí huệ Chứng đắc chân thật chi tế thì mở trí huệ Khai trí huệ thì như thế nào? Không điều gì không biết Không có gì không thể Người bình thường không cách nào tin tưởng điều này. Cho rằng câu nói không điều gì không biết, không có gì không thể là lời khen ngợi nhân loại dành cho thần, dành cho Thượng Đế, chứ không phải là thật. Trong Phật Pháp nói đó là thật, không phải khen ngợi. Ba điều chân thật này là trong tự tánh của mỗi người đầy đủ hết thảy. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta Trong Kinh Quang Nghiêm, Ngài nói Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai Đều có trí huệ của Như Lai như lai chính là chân thật chi tế trí huệ của như lai không có một điều gì không biết quá khứ hiện tại vị lai cõi này phương khác rõ ràng mọi thứ thấy rõ mọi thứ trí huệ viên mạng Đến từ đâu? Từ trong tự tánh vốn có, không phải có bên ngoài. Hiện giờ thì sao? Hiện giờ chúng ta có những thứ ấy không mất đi, nhưng chúng không khởi tác dụng. Tại sao không khởi tác dụng? Bởi có chướng ngại. Chướng ngại này chính là khởi tâm động niệm. Phân biệt chấp trước chúng ta có những thứ này những thứ này làm chướng ngại tự tánh chướng ngại tánh đức không thể hiện tiền do đó nền giáo dục của nhà phật không phải là dạy điều gì khác mà là dạy quý vị buông xuống những chướng ngại này buông xuống là đúng Vì sao không chịu buông xuống Bởi quý vị không biết đó là giả Cho nên Phật xác thực là ngàn kinh muôn luận Ngàn lời muôn tiếng Thuyết minh một sự việc Nói rõ đó là giả thôi Khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước là giả Không phải là thật Giả thì buông xuống Thì chân thật hiện tiền chân thật là trí huệ vô lực buông xuống thế nào tu định chỉ cần đắc định định là gì định là không có điều gì cả buông xuống tất cả thì tâm sẽ định trí huệ trong tự tánh bèn hiện tiền bèn mở ra Chúng ta thường nói là khai ngộ Ngộ được khai thế nào? Khai tự định Cho nên Phật Pháp nói Giữ giới Được định Nhờ định khai huệ Khai trí huệ Đó là con đường tu hành chứng đạo Của tất cả chư Phật Trong mười phương ba đời không có con đường thứ hai quý vị chỉ cần có thể tin tưởng quý vị chịu tu thật thì sẽ thành tựu chúng ta cảm ơn lão hòa thượng hải hiền vì sao bởi ngài làm được rồi ngài biểu diễn cho chúng ta thấy ngài không biết chữ ngài chưa bao giờ đi học nhưng điều gì Ngài cũng biết Vì sao? Bởi đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Ngài không có gì không biết Quý vị niệm kinh này cho Ngài nghe Thì Ngài có thể giảng cho quý vị nghe Giảng không sai một chút nào Giống hệt như Phật giảng Ngài tu thế nào? Một câu Phật hiệu 20 tuổi xuất gia Sư phụ chỉ dạy Ngài một câu Nam Mô A Mi Đà Phật Dặn dò Ngài cứ niệm luôn luôn Ngài nghe lời Ngài làm thật Bẩm tính của Ngài ấy Thật thà, nghe lời, thật làm Người có sẵn ba điều kiện này Trong Phật Pháp Đại Thừa Gọi là chúng sanh căn thục Căn lành của Ngài đã chín mùi rồi Đời này có thể thành Phật Phải gặp được một người thầy cao minh Người thầy gì? Thầy dạy là người khai ngộ Nên mới biết nhìn người Thầy mới dạy Ngài một phương pháp Ngài ấy thành công một câu phật hiệu này là dạy cho một người thật thà nghe lời thật làm người ấy học ra sao người ấy cũng là dùng được tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm cung chính có ba điều kiện này Ngài đã được trọn vẹn Quả nhiên không sai Ngài quả thật cả đời chân thành Thanh tịnh Cung chính. Đối với mọi người Đối với mọi việc Một câu Phật hiệu này Được niệm suốt 92 năm Chưa bao giờ bỏ Một câu tiếp nối một câu 92 năm Chúng ta biết rằng Ba năm Người như vậy Dụng công như thế Ba năm Thì đạt được công phu thành phiến Công phu thành phiến Thì có điều kiện giảng sanh thế giới cực lạc là... đạt được công phu thành phiến cũng tức là trong tâm chỉ có ami đà phật trừ ami đà phật ra không có dòng tưởng, không có tạp niệm đó gọi là thành phiến ami đà phật bèn hiện thân đến báo tin tức cho ngài nói với ngài con còn có bao nhiêu năm tuổi thọ nữa? đời tuổi thọ con hết rồi. Amin Đà Phật sẽ đón con đi đến thế giới cực lạc. Nói tin tức này với quý vị. Quý vị nghe rồi quan hỷ đã đăng ký được thế giới cực lạc, có tên quý vị rồi. quý vị càng nên buông xuống nữa buông xuống triệt để niệm tiếp ba năm điều sự nhất tâm bất loạn lại có ba năm 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 đến lý nhất tâm bất loạn cho nên phải là thuận buồm xuôi gió kể từ ngày bắt đầu niệm niệm bao lâu có thể niệm được đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh mười năm Thật có thể làm được Không phải giả đâu Mười năm là thành Phật Giảng sanh đến thế giới cực lạc Sanh thật báo trang nghiêm độ Là thượng bối Thượng phẩm giảng sanh Được nói đến trong kinh này Điều kiện là thật thà Nghe lời Thật là Chắc chắn không có chần chừ do dự Một câu Phật hiệu này niệm đến cùng Thế mới được Hôm nay nghĩ điều này, ngày mai nghĩ điều kia Thế thì xong rồi Phá hoại công phu hoàn toàn Nhất định phải hiểu rằng Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp bất kỳ một phương pháp nào chỉ cần nhất tâm chuyên chú mấu chốt ở tại đó niệm chúa giêsu niệm thượng đế có thể minh tâm kiến tánh được không có thể chỉ cần quý vị nhất tâm chuyên chú niệm dứt dòng tưởng đi niệm dứt tạp niệm đi thì sẽ thành phật trong kinh kim cang nói với chúng ta pháp môn bình đẳng pháp ấy là tất cả các pháp bao gồm tất cả các pháp thế và xuất thế gian chứ không phải chuyên chỉ phật pháp Pháp thượng ưng xã Hà huống phi Pháp Chữ Pháp này là chuyên chỉ Phật Pháp Pháp môn bình đẳng Là chỉ tất cả mọi Pháp trong thế Và suốt thế gian Vì chướng ngại là vọng tưởng phân biệt chấp trước Quý vị giữ lại một pháp thì bỏ hết dòng tưởng phân biệt chấp trước đi bỏ đi thì sẽ thành công buông xuống chấp trước thì chứng a la hán buông xuống phân biệt thì chứng bồ tát buông xuống khởi tâm động niệm thì thành phật phật có pháp gì tất cả các pháp đều là Phật pháp chỉ cần quý vị dùng tâm chuyên dùng tâm không chuyên thì Phật pháp cũng không phải là Phật pháp chân thật dùng tâm không chuyên thì tám dạng bốn ngàn môn môn nào cũng không thông nếu tâm mà chuyên thì bất kỳ pháp nào cũng thông phật là giảng lời thật cho chúng ta không có mảy may lừa dối chúng ta do đó quý vị phải làm rõ ràng làm sáng tỏ đạo lý tại sao chúng ta chọn bộ kinh này với phân lượng bộ kinh này vừa phải không phải quá dài cũng không phải quá ngắn dùng kinh này để nhiếp tâm rất thích hợp thêm một tầng nữa trong bản kinh này chuyên giảng về a Di đà phật chuyên giảng về thế giới cực lạc chúng ta muốn giảng sanh đến nơi đó thì trước tiên ở nơi này làm rõ ràng làm sáng tỏ khi giảng sanh sẽ rất quen thuộc không bỡ ngỡ thế nên chọn bộ kinh này. Điều thứ ba. Bộ kinh này là giảng về Đà Phật. Niềm Đà Phật chắc chắn được quy thần của Đà Phật gia trị. Nhất tâm sưng niệm. Dù quý vị ở nơi nào, Phật cũng gia trị quý vị. Phật đều chiếu cố quý vị. Mọi tai nạn gặp phải đều quá dài. Thật sự không thể nghĩ bàn Vô lượng vô biên công đức Một câu Phật hiệu đầy đủ tất cả Cho nên Lão Hòa Thượng từ bi Lão Hòa Thượng hỗ trợ A Đà Phật Hỗ trợ Thích Ca Mâu Ni Phật Tiếp dẫn chúng sanh Nói với quý vị Niệm Phật cho tốt thành phật là việc lớn những điều khác đều là giả lời đó là lời thật chúng ta phải lý giải được chúng ta phải nên y giáo phụng hành câu cuối này tức một câu pháp là câu thanh tịnh trí huệ chân thật pháp thân vô vi những câu này chúng ta đọc rất nhiều rồi phật tổ luôn luôn từng giờ nhắc nhở chúng ta bảo chúng ta đừng lãng quên Bảo chúng ta tin sâu chẳng nghi đối với câu danh hiệu này Đoạn thứ hai sau đây Chọn lựa Phần trước là khai thị của Thầy Ở chỗ này Là Chọn lựa Của tỳ kheo pháp tạng lựa chọn câu đầu tiên Tiện nhất kỳ tâm tuyển trạch sở dục kết đắc đại nguyện bèn nhất tâm mình chọn lựa theo ý muốn kết thành nguyện lớn đại nguyện chính là 48 nguyện chúng ta xem chú dạy Tiện nhất kỳ tâm tuyển trạch sở dục kết đắc đại nguyện là chuyên nhất tâm mình Chuyên nhất tâm mình quan trọng Câu nói này Là Một câu then chốt quan trọng nhất Trong sự tu hành thành Phật truyền nhất tâm mình thì không có một ai lại không thành tựu thành phật trong câu phía sau này thành phật vì điều gì là vì độ chúng sanh vì vậy Ngài ở trong cõi nước của tất cả chư Phật Ngài lựa chọn điều gì? Lựa chọn phương pháp độ chúng sanh Phương pháp được lựa chọn Đều là điều được chúng sanh ưa thích Chữ dục này là ưa thích Tuyển trạch sở dục Không phải vì chính mình Không phải điều mình thích Là điều mà tất cả chúng sanh ưa thích Tất cả chúng sanh thích sự đơn giản Thích điều dễ dàng Thích điều rất thuận tiện Không rắc rối, không khó Họ lựa chọn những điều này Cho nên Đà Phật trong mười phương thế giới Lựa chọn các phương pháp Cực kỳ thiện xảo phương tiện Của tất cả chư Phật độ chúng sanh Ngài lựa chọn điều đó chuyên tâm chính là niềm lực niềm lực khởi tác dụng có thể hóa giải tai nạn của chính chúng ta tai nạn chính mình là gì đau bệnh lão khổ còn có thể với chúng ta quá giải y báo của chúng ta nơi chúng ta cư trú không có thiên tai nhân quả niệm lực có thể làm được các nhà cơ học lượng tử hiện đại đã thừa nhận dĩ tâm khống vật Tâm tức là ý niệm Dùng ý niệm để khống chế hiện tượng vật chất Hiện tượng vật chất thứ nhất là thân thể Thân thể chúng ta là hiện tượng vật chất Thân tâm khỏe mạnh sống lâu Có thể dùng ý niệm để khống chế Tôi muốn sống lâu ở thế gian Vì sao? Vì đồ chúng sanh không phải vì chính mình Vì chính mình thì không có chút ý nghĩa nào Vì đồ những chúng sanh khổ nạn này Thì quý vị chắc chắn sống lâu Quý vị không sống lâu Thì làm không được Ý niệm này khiến quý vị cảm được điều quý vị đã nghĩ Đạt được thành tựu viên mạng Lão Hòa Tường Hải Hiện Ngài cũng đã biểu diễn một pháp này Dường như khi Ngài 12 tuổi Ngài trồng một quả bí đao Bị người ta ăn cắp Ngài niệm tiếng nhỏ rằng Ai ăn cắp bí đao của ta Cho hắn sưng nhọt to bên đằng Niệm từ sáng đến tối Luôn niệm một câu này Chuyên tâm Người em họ của Ngài ăn trộm Quả nhiên em họ Ngài bị bệnh nặng thật Nổi nhọt, bệnh nặng Sự việc này Bị bà thím của Ngài biết được Người thím đến tìm Ngài Nói đừng niệm nữa Em của con Chị đã lấy một quả bí đao Con niệm làm nó nổi nhọt bệnh nặng Cổ không thể tạ Ngài nói ngài không ngờ được Rồi sửa lời lại Bảo cậu ta khỏe nhanh đi Bảo cậu ta khỏe nhanh đi Không bao lâu cậu ta khỏe lại thật Niềm lực của người có sức mạnh lớn nhiều ấy đó là gì đó là biểu pháp làm cho chúng ta thấy để chúng ta biết rằng niệm lực có sức mạnh lớn như thế ngài niệm gì nhất tâm chuyên niệm nếu trong niệm ấy của ngài có nghi ngờ có tạp niệm có vọng tưởng thì sẽ không linh nghiệm chỉ cần quý vị giữ được nguyên tắc không có tạp niệm không có vọng tưởng, nhất tâm chuyên niệm thì thật hữu hiệu. Niệm Bồ Tát thì Bồ Tát đến, niệm quỷ thì quỷ đến, niệm thần thì thần đến, niệm gì thì nấy đến. Tại sao? Bởi tất cả các pháp sanh từ tâm tưởng là tâm của chính quý vị biến hiện ra. Đạo lý này được nói thấu triệt trong kinh Phật. Nói được rõ ràng. Do vậy, chuyên nhất tâm mình Đó là điều kiện tiên quyết Sau đó, chọn lựa những mong muốn để độ sanh Độ tất cả chúng sanh Tất cả phải biết những điều được tất cả chúng sanh ưa thích Quý vị nói chúng sanh hiện nay những điều khác đều không biết quên hết sạch sẽ chỉ biết có tiền không có ai không ham tài sản vậy với độ chúng sanh ra sao phát tài nêu lên sự phát tài thì mỗi người đều đến nghe đến rồi không lừa họ là thật có đạo lý đúng đắn để phát tài khi tôi gặp mặt đại sư chương gia ngày đầu tiên ngài đã dạy tôi điều này vì ngài dạy tôi nhìn thấu buông xuống tôi hỏi ngài thực hiện từ đâu tôi hỏi ngài học phật cảnh giới của phật cao làm sao mới khế nhập được ngài dạy tôi nhìn thấu buồn xuống tôi thịnh giáo với ngài thực hiện từ đâu bố thí là dạy tôi ngài ấy rất phong phú kinh nghiệm nói với tôi tôi là một người rất bình thường mạng không tốt số mạng không có kho tài sản kho tài sản của người ta đầy ấp kho tài sản của lý gia thành đầy ấp kho tài sản của tôi trống rộng không có thứ gì cả trong số mạng không có hoàn ấn không có mạng làm quan hơn nữa tuổi thọ ngắn 45 tuổi ngài ấy đều dạy tôi dạy tôi làm sao để được giàu có bố thí tài tôi nói con không có tiền cuộc sống đều rất khó khăn tiền đâu để bố thí thầy nói với tôi một xu tiền có không và dạ, một xu thì có có thể một đồng tiền có không và một đồng tiền miễn cưỡng cũng có thể được rồi con bố thí từ một xu từ một đồng phải có tâm bố thí tâm không thể mất đi, có tâm này gặp được cơ hội này đừng bỏ lỡ mất cơ hội, đó là dạy tôi, nói có cách thầy để phát tài, bố thí, càng thí càng nhiều, càng nhiều càng thí, đừng tích chứa tài, chứa tài mất đạo. là phá hoại đại đạo thành phật cũng phá hoại mất đại phú đại quý của thế gian tài không được chứa phải thí gửi trong ngân hàng không được sẽ xuống giá trị đó không phải là của mình nên làm thế nào có bao nhiêu thì bố thí bấy nhiêu Đó là thực hiện sự nghiệp từ thiện Lợi ích chúng sanh trong thiên hạ Giải quyết sự khốn khó trong đời sống của mọi người Không vì chính mình đó chính là đường lối biết phát tài thật sự đó quả thật gọi là thần tài vì người không vì mình trời xưa ở nước ta ở đại lục cúng thần tài là ai phạm lãi phạm lãi giúp câu tiễn khôi phục quốc gia ông biết kiểu người của câu tiện có thể cùng hoạn nạn không thể cùng giàu sang cho nên sự nghiệp thành công thì ông chuồn mất bèn trốn đi đổi họ tên thành đào chu công Dẫn theo nàng tây thi hai người đi làm ăn đi kinh doanh ba năm thì phát tài ông đem những tài sản có được đi làm sự nghiệp từ thiện hết thảy tán tài bắt đầu làm ăn lại từ giống nhỏ ba năm lại phát tài ba lần tù ba lần tán người trung hoa xem ông như thần tài thờ ông học tập theo ông đúng rồi bố thí tài được tài sản tài sản này đến như vậy bố thí pháp được trí huệ thông minh bố thí vô quý được khỏe mạnh sống lâu gieo nhân như thế nào thì được quả như thế ấy Ba loại bố thí đều quan hỷ tu Người ấy có tài sản Có trí huệ thông minh Có khỏe mạnh sống lâu Quả thực là Ông tu ông đắc Bà tu bà đắc Không tu không đắc Thật sự tin tưởng lời của Phật Bởi Phật Bồ Tát Chắc chắn sẽ không lừa gạt người chỉ cần quý vị tin tưởng các ngài khẳng định không sai bởi vậy tôi nghe lời của đại sư chương gia bèn phát tâm học ba loại bố thí này chính mình không có năng lực Trước đó không đến chùa chiền Sau khi học Phật Đi vào chùa chiền Trong chùa có in kinh Có phóng sanh Sự việc tốt In kinh phóng sanh Mọi người cầm tờ giấy đến Một người bao nhiêu cũng không câu nệ Một xu hai xu cũng nhận Một đồng hai đồng cũng nhận Chúng tôi bèn gồm góp Tuyệt đối không bỏ phí dịp này vào trong chùa thường làm những việc này mỗi ngày chủ nhật đều phóng sanh thật sự đã thực hiện lời của thầy dạy ba tháng sau thì có hiệu quả ra hẳn thật sự thu nhập nhiều một chút có chút ngoại tài tiến vào điều thầy dạy có bao nhiêu thí bấy nhiêu giữ lại làm chi phí sinh hoạt cho mình đủ dùng là được còn lại có thể bố thí tất cả bốn mươi lăm tuổi trở đi lời của đại sư chương gia thực hiện toàn bộ ba loại bố thí ba loại quả báo tăng trưởng rất rõ ràng chúng tôi cũng không có bất cứ nỗi lo lắng gì yên tâm dũng cảm đi làm ngày mai thì sao ngày mai còn chưa đến đừng màng đến Tuyệt đối không nghĩ đến ngày mai Hôm nay tôi có thể làm bao nhiêu Thì tôi làm bấy nhiêu Phải có sự can đảm và hiểu biết này Có dũng khí này Có nhận thức này Cho nên cả đời Đại sư chuyên gia nói với tôi rằng Có thể y giáo phụng hành thật Thì Phật Bồ Tát chiếu cố một đời tự mình đem những sự việc chiếu cố cho mình buồn xuống hết thảy đừng mang đến nữa đúng không sai mình nghĩ cho mình đều là dòng tưởng vọng tưởng không thể biến thành sự thật phật bồ tát an bài cho chúng ta thuần cảnh nghịch cảnh hết thảy đều là cảnh giới tốt tất cả đều là giúp chúng ta nâng cao chính mình xác thực cảm nhận được sự giá trị của phật bồ tát Xanh khởi lòng cảm ơn đối với phật bồ tát khai quá hiển thị khai là khai thị quá là giáo quá hiển là minh hiển thì tức là biểu pháp phải làm tấm gương cho chúng sanh thấy tuôn ra nhiều loại trang nghiêm của y báo và chánh báo Pháp môn tình độ không thể nghĩ bạn Được thành nguyện lớn Ban cho chúng sanh lợi ích chân thật Mấy câu nói này Là do niệm lão nói tỳ kheo pháp tạng từ trong y chánh trang nghiêm của cõi nước chư phật đã được khải thị ngài thấy rõ ràng ngài nghe sáng tỏ rồi cho nên từ tự tánh lưu xuất nhiều loại trang nghiêm của y báo chánh báo đó là nói về thế giới cực lạc Y báo chánh báo Trong bốn độ của thế giới cực lạc Vô lượng trang nghiêm Pháp môn tình độ không thể nghĩ bạn Đó chính là Ngài lựa chọn những gì Mong muốn để độ sanh viên mạng 48 nguyện Ban cho chúng sanh lợi ích chân thật 48 nguyện, mỗi một nguyện đều là phát ra vì chúng sanh Đều là lợi ích chân thật cho chúng sanh Thêm nữa, nhất tâm của mình Trong kinh văn này, tiện nhất kỳ tâm câu nói này rất quan trọng nhất kỳ tâm tức là nhất tâm ngày nay chúng ta giảng về nhất tâm nhất tâm này phải chuyên chú Phật hiệu trong tâm chỉ có một câu A Đà Phật trừ một câu A Đà Phật cha điều gì cũng không có đó chính là chí tâm tinh tấn Đề mục quốc phẩm này gọi là trí tâm tinh tấn Trí tâm tinh tấn chính là nhất tâm chuyên niệm Nhất tâm chính là chân như Như chỉ quán viết Đây là dẫn lời văn trong Maha chỉ quán đã nói Nhất tâm đủ mười pháp giới Nhất tâm triển khai Là mười pháp giới Mười pháp giới thì ở trong nhất tâm Nhất tâm là thể Mười pháp giới là dục Nhất tâm là tánh Mười pháp giới là tướng Mười pháp giới đến từ đâu? đến từ nhất tâm nếu quý vị chứng đắc nhất tâm thì sự lý tánh tướng nhân quả trong mười pháp giới quý vị không điều gì mà không thông sáng tỏ hết cả nhất tâm chính là thiền định viên mãn trong nhất tâm không có tạp niệm không có vọng tưởng tự tánh vốn định đại sư huệ năng khi khai ngộ đã nói câu thứ tư ngờ đâu tự tánh vốn không dao động nhất tâm không có động nhất tâm không có lay động chân tâm tự tánh vốn định điều đó khởi tác dụng chính là câu cuối của lục tổ ngờ đâu tự tánh sanh được muôn pháp dạng pháp chính là mười pháp giới mười pháp giới sanh ra từ đâu sanh ra từ nhất tâm nhất tâm có thể sanh mười pháp giới được sanh năng và sở là một không phải hai Nhất tâm chẳng sanh chẳng diệt Mười pháp giới có sanh có diệt Nhất tâm thì điều gì cũng không có Gọi là chân không Lục tổ đã nói Bổn lai vô nhất vật Đó là nhất tâm điều đó có thể sanh mười pháp giới thêm nữa trong thám quyền ký nói thám quyền ký là của hoa nghiêm tông chú giải của lục thập hoa nghiêm trong đó nói nhất tâm là việc tâm không có niệm khác. Trong tâm không có niệm. Không có nghi ngờ, không có sen tạp. Đó gọi là nhất tâm. Thêm nữa, giáo hành tính chứng văn loại. Quyển sách này do người Nhật Bản viết Là Đại Đức trong tình tông Nói nhất niệm Là tính tâm không có hai tâm Nên gọi là nhất niệm Đó là nhất tâm Nhất tâm là nhân chân thật Của báo độ thanh tịnh Nhất tâm hiện ra gì? Thật báo trang nghiêm độ Trong nhất tâm sen tạp vọng tưởng Sen tạp tạp niệm Sanh ra gì? Sanh mười pháp giới Hiện ra là mười pháp giới Trong mười pháp giới có nhiễm có tịnh Tử thành pháp giới là tình Lục đạo phần dưới là nhiễm Trong nhiễm lại có thiện ác Ba đường thiện là thiện, ba đường ác là ác trong nhất tâm thì tịnh quế thiền ác không có hết thảy đó là nhất tâm cho nên nhất tâm biến hiện nhất tâm là pháp tánh biến hiện ra đó là pháp tánh độ không có hiện tượng sanh diệt sanh mười pháp giới mười pháp giới là có tịnh có quế có thiện có ác đó là tâm sanh diệt mười pháp giới là pháp sanh diệt lý và sự này đều phải làm rõ ràng làm sáng tỏ vừa dặn giống như nhất tâm kết được quyền lớn trong kinh này nhất tâm này là tâm của ami đà phật nhất tâm được ami đà phật dùng kết được nguyện lớn chính là 48 mươi nguyện lớn tỏ rõ nhất tâm là nhân chân thật của báo độ trình độ là nơi được kiến lập bởi nhất tâm cho nên chúng ta dùng nhất tâm thì thấy được báo độ trong thế giới cực lạc trong tâm chúng ta có tạp niệm có vọng tưởng đều đã kết được Đó là niệm Phật Niệm Phật như thế nào? Có dòng niệm, có tạp niệm Có thể giảng sanh không? Không thể Xong Phật yêu cầu chúng ta Một niệm cuối cùng Không có dòng tưởng tạp niệm Một niệm ấy thì có thể giảng sanh khi sắp mạng chung một niềm cuối cùng đều có thể giảng sanh chúng ta có thể tin tưởng hay không có thể tin tưởng chúng ta chính là hy vọng một niềm cuối cùng trong một đời này là ami đà phật gặp phải tai nạn rồi tai nạn ập đến thì A Đà Phật một niệm ấy có thể giảng sanh. Vì sao? Trong một niềm ấy không có tạp niệm, không có vọng tưởng, không có nghi ngờ, một niệm cũng có thể giảng sanh. Ngày thường phải dùng công phu Khi lâm chung thì không sợ chết cầu A Đà Phật đến tiếp dẫn. Tâm vào lúc ấy là chân tâm. Tại sao? Bởi thời tiết nhân duyên khác nhau. Cửa ải sanh tử nhất tâm niệm Phật không có hai niệm chắc chắn được sanh. Bởi vậy có lý có sự có nhân có quả nói ra rất rõ ràng rất sáng tỏ chúng ta buông xuống hết thảy đều lo ngại không có nghi hoặc nữa không có nỗi lo lắng nữa được rồi hôm nay chúng ta học tập đến đây thôi hết tập 162 trăm sáu mươi hai nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc sớm viên thành phật quả rộng độ khắp chúng sanh nằm mô a -mi đà phật.